Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay lại là tôi đây. Hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe như thế nào. Đó là một chiếc sport bike, một trong những dòng sport bike mới nhất đến từ Honda. Và chiếc xe này là thành viên của gia đình 650 mới nhất đã được Honda đang bán tại Việt Nam với cái mức giá từ 250 cho đến 260. Và chiếc xe này cùng với người anh em của nó đang là hai chiếc xe hot nhất trên thị trường hiện nay, và Honda không có đủ xe để bán. Tất cả những cái lượng đặt cọc sau này thì chắc phải đợi đến tầm tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 9 gì đấy cuối năm nay thì mới được nhận xe. Và đó là chiếc Honda CBR 650R phiên bản 2019. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi gần vào đây để tìm hiểu được các cái chi tiết trên chiếc xe này. Cái dàn vỏ nhựa nó ra sao và các cái trang bị trên xe nó như thế nào để nó xứng với cái giá 254 triệu đồng. Nhìn vào đây, đây là cái dàn đầu của chiếc xe Honda CBR 650R phiên bản 2019 này. Các bạn có thể thấy là các cái nét thiết kế nó cực kỳ là khỏe khoắn. Đây phải nói là thực sự là một chiếc xe rất đẹp. Tất cả các cái hình thái thiết kế trên chiếc xe này nó đều mang cái DNA của chiếc Honda CBR 1000 RR phiên bản Fireblade. Nó rất đẹp từ các cái hốc gió ở đây đến cái thiết kế của cái bộ đèn pha đầu này. Nó gợi cho chúng ta cái hình ảnh, một cái hình ảnh nào đó hơi quen thuộc trên những cái chiếc xe Ducati Panigale. Mà nó đã làm cho người ta phải cảm thấy là rất là yêu cái dòng sport này ở cái kiểu dáng của nó. Từ các cái xếp tầng như này, cái nhựa xếp tầng ở đây, các bạn thấy là có hai cái miếng nhựa ốp phía bên ngoài để tạo ra một cái hốc gió ở giữa nhằm đưa gió vào phía bên trong, lọc gió ở trong này. Thì là đây là một cái thiết kế về cảm giác là rất khí động học. Nó làm chiếc xe rất là khỏe. Kết hợp với ở đây, các bạn có thể thấy cái dàn đầu này nó đẹp ở cái gì nữa? Nó đẹp ở cái cặp phuộc upside down. Upside down Showa 41mm rất là lớn, kết hợp với cả cái bộ vành trước 18 inch thuộc dạng là vành đúc và phanh đĩa đôi, có tích hợp ABS cùng phanh của Nissin. Và cái ABS này trên Honda CBR 650R là ABS 2 kênh nhá. Có nghĩa là bánh trước, bánh sau, ABS nó sẽ hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Thì toàn bộ dàn đèn của chiếc xe này, từ đèn pha, đèn demi cho đến là đèn xi nhan, đèn hậu đều là LED, full LED tất cả. Cho nên là nó sẽ cho cái cảm giác, cái nhìn rất là hiện đại, rất là đẹp và rất là hiệu quả. Tiếp đến, đây là dàn thân của chiếc xe Honda CBR 650R phiên bản 2019. Thì các bạn có thể thấy toàn bộ cái phần ốp này nó được làm cực kỳ đẹp bởi vì nó rất là gọn gàng. Nó có các cái đường nét cắt xẻ khí động học rất là đẹp. Thêm nữa là có thể thấy ở đây các cái vân carbon với cái bộ màu đỏ đen này thì nó cực kỳ đẹp. Nó lấy được tất cả những cái gì tinh túy nhất mà trên chiếc Honda CBR 1000 Firebird đã thể hiện được, khi mà các cái đường nét đây nó rất là khỏe. Nó làm người nhìn sướng mắt lắm. Thêm nữa, cái bộ vỏ chiếc xe này nó lại khoe ra được cái cục máy. Cái cục máy với cái thiết kế bên ngoài trông rất là đẹp như này, trông rất là khỏe. Và kết hợp với cái bộ màu như các bạn thấy ở đây, màu vàng đồng ở cái ốp bửng điện với cả nắp đầu bò thì trông nó rất là nổi bật và rất là khỏe khoắn. Thì chiếc xe này nó là cái đàn anh của cái chiếc Honda CBR 650F, CB650F. CBR 650F thì là nó cũng mang cái kiểu dáng khỏe khoắn như này nhưng mà lại không sở hữu cái dàn đầu đẹp như thế kia. Cho nên là chiếc xe này rất là ok. Tiếp đến, phía trên này là bình xăng được cũng được cắt gọt rất là đẹp. Nó có một cái hõm ở đây để chúng ta có thể kẹp chân vào, và khi mà ngồi thì kẹp chân thì nó sẽ đỡ mỏi hơn. Thêm nữa, cái bộ khung này các bạn có thể thấy, cái bộ khung này được thiết kế theo cái kiểu dáng mới gọi là kiểu dáng kim cương. Nó mang một cái delta box rất là đẹp. Cá nhân tôi rất thích cái bộ khung này bởi vì cái bộ khung này nó làm cho chiếc xe trông chắc chắn hơn và trông nó rất là khỏe. Thế nhưng mà ở trên các những cái chiếc xe sport bike chuyên nghiệp thì nó thường có cái delta box nó lớn hơn như thế này, nó rất to và dày. Cảm giác là chiếc xe với những chiếc xe đó thì nó sẽ cứng cáp và nó khỏe hơn.
Phía trên này là ghi đông clip on. Cái clip on này thì nó được bắt từ chính cái phuộc upside down ra, và nó cũng không thấp lắm đó. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi ở đây thì cảm giác lái nó cũng vẫn rất là ok. Bây giờ tôi sẽ thử ngồi lên chiếc xe này để thử xem là ướm cái chiều cao của tôi với chiếc xe này nó như thế nào. Đó. Tôi cao 1m75-76 thì là chống chân chiếc xe này rất là thoải mái, cả hai bên chân luôn đều là chống bằng. Thì chiếc xe này nó sẽ dành cho những người mà có cái chiều cao khoảng 1m70 trở lên là nó sẽ vẫn là chống rất là tốt. Và khi chúng ta ngồi thì chiếc xe này nó sẽ có một chút dáng là sport. Khi mà nó đổ về đằng trước, cái dáng chồm lỡ này khá là ok. Để lát nữa chúng ta sẽ thử nghiệm xem là trong cái đường phố thì nó hoạt động như thế nào và nó có dễ chịu khi mà điều khiển hay không. Bởi vì thường những cái chiếc Sport City kiểu như này nó rất hay gây cho người ta cái sự đau ở cái cổ tay khi mà phải vần xe nhiều. Cuối cùng ở đoạn kết thúc của chiếc xe này, đó là phần đuôi. Cái phần đuôi này thì theo như tôi đánh giá thì là Honda hơi lười. Vì sao? Cái phần đuôi này nó gần như nó giống y hệt cái bản naked của nó. Cái bản neck của CB650R thì là nó cũng ngắn như thế này và nó cũng theo cái kiểu dáng hộp như thế này. Nếu như mà Honda làm cái phần đuôi này nó dài, nó thuôn ra hơn một chút, trông nó chiến hơn một chút thì là chiếc xe này sẽ là perfect, nó sẽ rất đẹp. Nhưng mà cái phần đuôi này tôi đánh giá là nó đang hơi ngắn, và cái chắn bùn này có lẽ là cũng không mấy hiệu quả khi mà nó khá là mỏng manh so với cái lốp 180 của chiếc xe này. Chiếc Honda CB650R này được trang bị cái gì ở dưới của nó? Đó là một trái tim rực lửa rất là mạnh mẽ, mang cho mình là 1649 phân khối với cái sức mạnh cho ra là khoảng 94 mã lực. Đó là một cái mức sức mạnh để gọi là rất là hợp lý. 94 mã lực ở 12.000 vòng tua, nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là di chuyển rất là tốt, di chuyển rất là êm ái và nó đủ mạnh. Ở cái đường Việt Nam này tôi nghĩ là với một chiếc 650 hay là 600cc nó đã quá đủ. Quá đủ để cho sử dụng đường phố này, chạy tour này, hay là kể cả những cái tour gắt là nó rất là hợp lý rồi. Ở bên trong này nó còn được trang bị thêm là ở cái phiên bản tôi đang đứng cạnh đây thì nó đã có Quick Ship và có thêm cái bộ chống trượt của Honda HSTC. Thì lát nữa tôi sẽ thử nghiệm những cái công nghệ này để xem nó hoạt động như nào. Ở đây thì chủ nó đã thêm một cái chống đổ đây, rất là hiệu quả khi mà chống đổ cho cái cục máy này và đỡ cho một phần của cái vỏ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe cái tiếng bô zin của chiếc xe này xem nó kêu như nào. Tôi sẽ bật máy. Rất là ok đấy. Cái chiếc xe này thì nguyên cái bô zin của nó làm rất là gọn gàng ở phía dưới, nó đặt về gầm. Cộng thêm là bên trong nó là một cái bầu để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải thì, nhưng mà nó vẫn cho ra cái tiếng động rất là ok. Cái tiếng bốn máy thổi hơi ra nó đã rất là êm rồi, nhưng mà nó thêm vào cái bô này nữa thì nó lại càng êm, nhưng mà nó lại vẫn có cái độ trầm ấm của nó. Nhưng mà nếu như mà thay bô thì tất nhiên nó sẽ hay hơn và nó sẽ cảm giác cảm xúc hơn nhiều khi mỗi khi mà bạn vặn ga. Và đây là màn hình của chiếc xe này. Cái bộ màn hình này thì được trang bị ở hầu hết tất cả những cái mẫu xe mới của Honda bây giờ, như là Honda CB650R hay là Honda CB500R 2019 thì tất cả là đều được cái sử dụng cái màn hình LED này. Nhưng mà có một điều ở cái màn hình LED này là tôi nghĩ nó sẽ cần phải tăng sáng khi mà cái điều kiện ban ngày, vì nó đang hơi tối. Khi mà ở những cái ngày trời nắng gắt như ở Việt Nam hay Hà Nội hiện nay thì là nhìn vào cái bảng đồng hồ này thì khá là khó để nhìn được các cái thông số nhỏ nhỏ ở phía dưới kia. Nhưng mà không sao, nó hoạt động rất là tốt ở phía khi mà ban đêm, nó cho cái nhìn rất là rõ ràng và bắt mắt. Được không? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe này ở trên đường phố Hà Nội để xem nó thể hiện như thế nào. Every day I'm getting closer. Just look at everything.
my blow up. Ok, sau khi tôi vừa có một cái bài trải nghiệm nhỏ nhỏ về chiếc Honda CBR650R này ở bên trong đường phố Hà Nội thì tôi có một cái đánh giá như sau. Chiếc xe này thực sự là một chiếc xe ngon, phải nói là ngon. Cái cỗ máy 4 xi lanh của nó hoạt động cực kỳ lê mái ở trong cái giải tốc mà chúng ta không gò ép cục máy. Nếu như mà gò cục máy mà cái tua nó quá cái tốc độ cho phép ấy, thì ở cái vòng tua nó cao thì chiếc xe này hơi rung một chút ở phần tay lái. Nhưng mà chạy vừa phải, chạy êm thì nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Hơn nữa, cái dáng ngồi của chiếc xe này có vẻ là đủ, có vẻ là mỏi. Nhưng mà nếu như bạn đã quen thì chiếc xe này nó vẫn được vần, vẫn được luồn lách trong phố dễ dàng. Khi mà cục máy của nó rất là trơn tru và êm ái. Cộng với cả các cái hệ thống chống trượt hay là quick ship ở đây thì là chiếc xe này đi trong phố nó cũng rất là nhàn. Nó không mang lại cho ta cái cảm giác gọi là khó chịu như là điều khiển mấy con như kiểu R6 hay là CBR1000 trong phố chẳng hạn. Đấy. Và hơn nữa thì cái thiết kế của chiếc xe này là Honda làm, nó rất là phục vụ người dùng. Ta nói thế vì sao? Khi mà tôi di chuyển chiếc xe này trong phố với cái nhiệt độ nắng nóng như ngày hôm nay là khoảng 37 độ, thì là chiếc xe này nó không hề bị quá nóng và nó không bị phả vào chân người lái quá là nhiều. Cho nên nhưng mà nên mặc quần dài nhé, quần đùi thì hơi khó đấy. Thì mà khi mà chúng ta kẹp đùi vào hai bên này để điều khiển chiếc xe thì nó sẽ đỡ mỏi của chúng ta hơn, nó sẽ dùng được cái lực ở phía lưng và để đỡ cho hai cái cổ tay, thì lúc đó thì chúng ta sẽ điều khiển chiếc xe này ngon hơn và nó bớt mỏi, bớt đau đi. Còn gì nữa? Cái cặp phuộc của chiếc xe này thì hiện tại nó đang hơi bị cứng khi mà vào các cái ổ gà hay là các cái gờ giảm sóc mà nó nhô cao thì nó hơi cứng và hơi nảy xe, thì chắc là cũng đang trong cái trạng thái rốt đa và trạng thái nó quá là mới. Chiếc xe này mới đi được có tầm 500 cây thôi thì chắc là sau này cái bộ phuộc này nó sẽ mềm ra và nó sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta hơn. Mà hơn nữa thì cái bộ phuộc sau nó còn có 7 nấc chỉnh, cho nên là chúng ta có thể chỉnh tùy vào cái mục đích sử dụng. Chiếc xe này đựng được khoảng 15 lít xăng và nó cho cái thông số mà có thể đi được với cái bình xăng này là khoảng 300 cây. Và nó như ở trên cái đồng hồ nó hiện thì tôi vừa xem thì nó là hiện tầm 6 lít rưỡi 100 cây là cái mức mà cũng ok với cả cái cỗ máy 4 xi lanh 650 phân khối này. Và đó là trải nghiệm trong phố. Còn với tôi đã được trải nghiệm chiếc xe này một đoạn đường trường với một vài khúc cua nhỏ nhỏ. Thì chiếc xe này nó phục vụ cũng rất là tốt cho người lái ở trong các cái cung đường trường, các cái cung đường mà yêu cầu tốc độ cao. Thì mà khi mà tôi đi vặn ga để tăng tốc, chiếc xe này có khả năng đạt tốc độ cao cũng khá là nhanh. Nó có thể lên được đến khoảng hơn 200 km/h và tôi mới test được đến tầm 107-108 thôi. Thì là nó cái khoảng tốc độ đấy nó cho chúng ta cái cảm giác rất là êm, rất là thoải mái. Nhưng mà cái kính chắn gió này là hiện tại đang hơi thấp khi mà đi với cái tốc độ cao, nó chưa phục vụ tốt người lái cái việc núp gió khi mà đi tốc độ cao ở đây. Cái cặp lốp trước sau của chiếc xe này nguyên bản đã là 120 và 180 trước sau, thì là cái cặp lốp này là cặp lốp rất là ok, Dunlop Sportmark. Nó dùng rất là tốt khi mà điều kiện đường khô ráo, chưa biết được là khi ướt thì nó như thế nào, nhưng mà khô ráo này thì ôm cua và đi lại với chiếc cặp lốp này là rất rất ngon, hợp lý luôn. Ở đây thì các bạn có thể thấy bên này là người ta đã tích hợp vào một cái nút chữ T ở đây, nó chính là cái chống trượt của chiếc xe này, HSTC, Honda Traction Control gì đấy. Thì là khi bạn kích hoạt cái này lên thì đi mưa gió nó sẽ đỡ trượt hơn, và khi mà bạn tăng tốc đột ngột nó cũng sẽ hãm cho chúng ta cái vòng tua lại nếu như mà có xảy ra cái hiện tượng là bánh bị trượt. Cho nên là cái chiếc xe này nó là chiếc xe rất là an toàn. Hơn nữa thì cái quick ship ở trên chiếc xe này, tôi không rõ là nguyên bản nó như vậy hay là chủ nhân nó đã lắp thêm vào theo cái option của hãng, nhưng mà cái quick ship này hoạt động rất là tốt. Khi mà chúng ta đi không cần côn, gẩy số, trả số nó rất là mượt, nó chưa bị hóc số trong cái thời gian mà tôi trải nghiệm.
thì rất là hợp lý. Đó, để tổng kết lại về bài trải nghiệm ngày hôm nay của tôi về chiếc Honda CBR 650R phiên bản 2019 này, thì đây là một chiếc xe ngon, đẹp và cực kỳ hợp lý cho chúng ta sử dụng tại Việt Nam. Bởi vì nó đủ khỏe, nó đủ đẹp và nó trong tầm giá để chúng ta có thể mua được. Đây là chiếc xe với trị giá là 254 triệu chưa đăng ký. Và nếu như mà đăng ký vào thì nó rơi vào khoảng 270-280. Nhưng mà hiện tại thì trên thị trường có một vài chiếc xe này rất là mới, nhưng mà chủ nhân nó bán lại với mức giá khủng là phải tầm hơn 300 triệu. Có lẽ là cái độ hot của nó thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Dạ vâng, bài trải nghiệm của chúng tôi hôm nay về chiếc Honda CBR 650R phiên bản 2019 đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.